Cái gì? Phượng Hoàng đất ạ. Phượng Hoàng đất ạ. Mày điếm đi, điếm sau tí tao mới điếm. Bây giờ tao điếm, mày lại điếm thì tao phải điếm lại. Cho kiểu điếm đây. Đây. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Quay trở lại video tiếp theo trên kênh miền núi Tây Bắc của mình. Hiện tại Lượng đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà. Trước mặt mình đây là họ bán ngựa này. Và cuối khu vực bán ngựa này xuống dưới thì họ sẽ bán các loại chim quý này. Và gà rừng nhá. Và một số động vật từ núi rừng nữa. Đây, ngựa rất là nhiều nha các bạn nhá. Trước mặt mình đây con ngựa này khá là to này. Chào các anh nhé. Con ngựa này bán bao tiền đấy? Trên 30. Trên 30 à? À, anh không phải chủ con ngựa này à? Đây có một con ngựa lông khá là mượt luôn này các bạn. Trước mặt mình đây là con ngựa bạch này. Cái giống ngựa bạch này thì nói chung là cũng xếp vào danh sách là hiếm rồi nha các bạn nhé. Con ngựa bạch này thì mình thấy hơi gầy các bạn ạ. Giống này thì họ ít khi mang đi mổ thắng cố nhá. Cái giống này thì chỉ dùng nấu cao. Ở góc khu vực họ bán ngựa này thì mình có thể đếm được tầm 7 đến 80 con ngựa được bán trong buổi sáng ngày hôm nay. Con ngựa này bán bao tiền đấy chú? 23 triệu. Toàn tiền 200.000. Mày điếm sau tí tao mới điếm. Bây giờ tao điếm, mày lại điếm thì tao phải điếm lại. Cho kiểu điếm đây. Đây. Cái 50 tờ là 10 triệu. Đây các bạn ạ, cũng như những cái phiên chợ của vùng cao khác ấy thì khu vực bán chim ấy người ta sẽ tách biệt ra một khu vực. Mà trong khu vực này phải có nhiều cây để cho chim mát và tách riêng nha, để nó đỡ tiếng ồn, để có thể nghe thấy tiếng chim hót nha các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy rất là nhiều chim mi này, hay treo những cái cành cây như thế này. Mỗi cành cây thì có tầm chục lồng chim. Đây này các bạn ạ. Thì họ giao thương buôn bán chim đấy khá là nhiều nhá. Và khi tiếng hót. Con này bao tiền đây bác? 800 à? À, con lồng chim này. Lồng này 2 tầng luôn. Mỗi một ngăn là một con nhá các bạn ạ. Ở trong khu vực này thì họ có cả quán nước để phục vụ những người đi mua chim, chơi chim nhá. Đây, hôm nay trời mát nên là cũng khá hợp lý cho các bác đi xem chim và mua chim nhá. Nhưng mà thứ hai là bọn nó là ngỗ ngách của nó bèn lồn hết rồi. Ở góc chợ chim này thì có mấy bà cô bán cao cao châu chấu để cho họ mang về nuôi chim hoặc cũng như về để rang ăn nha các bạn ạ. Chim ở đây thì rất nhiều chim to này các bạn ạ. Và đẹp nhá. Đa số là chim hót hay thôi. Quả hữu mơ. Một con nữa. Con cá à? Được cái. Hả? Chẳng biết được cây cái, chẳng biết được. Mới mua á. Bao tiền con này anh? Con này 900. 900 rồi.
phù. Quay phải chiêm mất móng hậu. Đây chúng vô làm gì phải quay. Móng hậu hỏng hẳn. Chúng quay mà. Chưa, con này còn lông cổ, lông cánh, lông người. Đừng mỗi lông đuôi với lông đầu đâu. Ờ, lông đuôi xong rồi. Bác, chưa về cho đăng ký rồi nè. Con này tầm 1 triệu tư. Về nhớ đăng ký cho chú nha. Đây những cái lồng chim thì họ treo ở đây để những cái chú chim thi nhau hót nhá. Mình bước đến khu vực này cảm giác như mình được hòa mình vào với thiên nhiên đấy các bạn ạ. Thì đây bên này có mấy bác ở dưới xuôi lên tìm chim và cũng vào đây để thưởng thức những cái tiếng chim họa mi hót này các bạn ạ. Ở khu vực chợ chim này thì cũng đông vui không kém những khu vực chợ khác nhá. Không thua kém khu vực phần chợ chính của chợ Bắc Hà này các bạn ạ. Đây là chỉ dành cho chuyên về đàn ông thôi và những người chơi chim thôi nhá. Người am hiểu chim thì về đây chơi chim. Nói chung chim mi ở đây đa số là chim đẹp thôi các bạn ạ. Chú ạ, con này mình bán bao tiền đây chú? 800 à? Được cái đây? Được chứ. Được à? Ừ. Con này hót giỏi không? Hót hay không? Giỏi rồi nhưng mà vẫn non. Vẫn non à? À. Cái này có vẻ nó chưa thuần mấy này, lao đầu xước hết rồi. Chim mộc à. Con này mình bán bao nhiêu đây chú? Con này bán bao nhiêu đây ạ? Phải chú. Cháu này á? Chú. À, anh? Con này thì bán ý nghĩa thì... 8900 đấy. 8900 ạ. Con này còn non nhỉ? Mà chưa thuần, à. Chưa thuần mấy. Rẻ thế bao nhiêu? Rẻ mà. Chủ giữa còn rẻ á? Trước mặt mình đây là con chim khiếu này các bạn ạ. Con này có vẻ chưa thuần mấy này. Mình vào gần thì nó nhảy nhiều và cũng không thấy hót. Ở trước mặt mình đây thì có hai con gà rừng lai gà tre này. Cựa khá là dài này. Cho em hỏi cái này chim gì đấy ạ? Phượng hoàng đất ạ. Phượng hoàng đất à? Bao tiền con này đấy? 300 à. Giống này nó có hót không? Có à, hót được nhiều tiếng. À, hót nhiều tiếng à. Phượng hoàng đất. Màu lông. Nó đang thay lông như thế không anh ạ? À? Nó mà thay xong á, cái lồng nó rộng, nó đuôi dài. À. À. Hoàng đất màu đỏ. Đuôi nó dài như phượng hoàng ấy. Bồ câu này quá thuần. Thuần rồi. Bồ câu này nó thuần lắm cho nó mới như này chứ còn bình thường thì sao nó... Còn con vàng vàng này chim gì hả chú nhỉ? Vàng anh. À, chim vàng anh à? Ừ. Ôi đẹp thật. Xính đâu có cái cô gái xính. Đâu có cái cô gái. Đây là con chim vàng anh này các bạn ạ. Chú có đợt không biết là trống được cái máy. Không biết trống máy. Mà chú không biết là chim gì luôn ạ? Không. Chim chỉ biết là nó hót hay được. Ừ. Rồi trước là tao nuôi rồi. À vâng. Giống này nó không có đuôi gì chú nhỉ hay là bị dụng hết. Nó gãy hết. À vâng. Con chim màu xanh này thì mình cũng không biết là chim gì nhá. Đây là chim xanh rồi chứ không biết tên. Chim cái giống chim xanh ấy thì chim xanh ấy. Có loại nó mỏ nhỏ rồi con này mỏ to quá. Ăn thì mà phân gà. Vâng, ăn phân gà. Ăn hay nhỉ? Hết chú bơ này. À, một ngày hết một cái cốc phân gà này à? Ngô với lại chuối tất cả đều ăn. À, vâng. Ăn dùng thịt chim này. Vâng. Ăn hết. Cái này chim gì đây nhỉ? Dạ. Cái này chim gì đây nhỉ? Chim đa đa. Chim đa đa. À, đây mấy lồng chim đa đa đây các bạn. Giống này nó có hót không nhỉ? Có cả cà ấy đúng không? Đúng rồi. À đây. Giờ giờ đá phướng mình đa đa. Chim đa đa. Ôi con này to nhỉ? To chứ. Giống này thịt ngon đấy nhỉ?
Và đây hơi tối này. Ở bên này thì có một lồng hai con chim bồ câu này các bạn ạ. Chim cô gái. Hai con gọi là chim cô gái bồ câu rừng đấy. Hai con này có vẻ đẹp hơn nhỉ, lông mượt hơn. Cái này chắc mình nuôi từ bé rồi đúng không? Nuôi lâu rồi. Thì nó mới thuần như này. Vừa đánh về hoàn toàn. Sao nó thuần nhé? Vừa đánh về thuần đấy. Lông đơn nó chân đồng với dốc quả. Nó nhỏ hơn là. Tôi chỉ có đi cuối cả nhà. Nó có nhà là có xây gì đó. Nó có nhà là có xây gì đó.